Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Nhiều. Trời em hậu đài mà anh lăn xêm như ca sĩ vậy trời. Vô nghỉ ngơi đi em, ra em dọn cảnh rồi ra mừng tiếp anh. Trời ơi, thơm tụ quá, ngon lành. Hậu đài mà anh lăn xê em quá. Cảm ơn anh nhiều nha. Mọi chuyện đi em lo cho. Ôi, ca sĩ. Alo. Dạ. Em hứa mình dọn. Hậu đài kim thiết kế sân khấu anh. Dạ tối nay anh ca sĩ hát bài Bụi Phấn đúng không? Em biết bài đó, Bụi Phấn bay bay. Khi thầy biết bạn Bụi Phấn bay bay đúng không? Em thiết kế cho anh là bây giờ là có cái bục giảng ở đây. Rồi ở đây là mấy cái bàn học sinh. Rồi anh đứng trên đó anh hát. Ấn tượng anh. Ý tưởng cũ quá hả? Chứ anh muốn hát bài đó là sao? Lại về em lấy phấn em chà ra thành bụi khoảng 20kg. Rồi em đứng trong cánh gà lúc mà anh hát bài đó là em thổi bụi phấn bay ra vô mặt, vô mình, vô mẩy anh hả? Rồi sáng tạo với anh. Em sợ bay không khán giả sao? Vậy mới ấn tượng đúng không? Rồi để em hỏi ông bầu coi sao. Trời ơi trời, ca sĩ đòi hỏi cao quá vậy. Khỏi bụi này chắc chết quá. Alo. Ông bầu hả? Dạ tối nay ca sĩ hát bài Bụi Phấn á, ảnh yêu cầu là đứng trong cánh gà thổi bụi phấn 20kg bụi phấn ra cho anh đứng ra hát bài đó. Mệt hả? Sao? Vậy em lấy 20kg phấn đó chọi thẳng vô mặt ổng ấn tượng hơn hả? Trời hết 20kg vô mặt vô mày vô ổng luôn hả? Rồi rồi, để em biết em làm. Trời ơi, cái này ông bầu ổng xúi tôi đó nha. Tối nay có gì không biết đâu. Trời ơi, làm cái nghề hậu đài khổ dễ sợ. Đủ cái chuyện trên đời. Khổ năm nhưng mà người. Khổ. Cái gì? Quá khổ. Ai nữa? Ai khổ? Quá khổ. Ai khổ? Quá khổ, tôi khổ. Tỉnh anh. Không khổ, quá khổ. Phải bình tĩnh lại, cái gì khổ? Tôi quá khổ, tại sao không ai hiểu tôi trơn vậy? Hả? Không, anh bình tĩnh lại nói em nghe đi, cho em hiểu. Khổ vụ gì? Xe vé khổ. Xe vé mà, nghề tôi nghề xe vé mà. Trời ơi, xe vé gì đâu khổ. Khổ chứ. Làm gì khổ, trời anh là tên hoài xé. Gặp anh là xé hoài, vậy anh làm nghề xé vé là đúng rồi. Nhờ tôi xé nhiều á, mấy người mới có cơm sống á nha. Nào, sao anh? Bữa nay mới khổ nè. Vụ gì khổ anh phải kể em biết. Tôi xé suất 1 xong xuôi rồi, tự nhiên tôi thấy khán giả hăng quá, tôi xé luôn suất 2 giờ không biết sao luôn nè. Bây giờ không biết ai vé suất 1, ai vé suất 2, khổ quá khổ. Ai biểu anh sung quá chi, thấy nặng bị bầu chửi cho làm sao. Bởi sung rồi vừa thôi chứ giảm thiệt khổ anh làm gì. Trời khổ. Trời ơi, lâu lâu mới tăng cường danh ca, mới có khách đông, nó tranh thủ xé. Anh xé được vậy xé tét tai luôn còn mừng, chứ mà không có gì để xé mới đầu mới mệt đó thiệt. Anh hoài xé. Ông không làm gì khổ. Em khổ nè, anh là anh khổ mấy chuyện xé vé thôi. Em ở trong hậu đài mới là khổ nè. Đủ thứ chuyện phải đối đủ thứ chỗ độ em luôn. Làm gì đủ thứ đâu. Ca sĩ muốn rồi, bầu muốn rồi, tùm lum tà la. Em nói anh kể mới bữa hởm đây nè. Cái cặp ca sĩ ra hát trích đoạn Lương Sơn Bá Chúc Quanh Đài. Đó, yêu cầu em là bà hát Chúc Quanh Đài á, yêu cầu em á là bà đi ra sân khấu á là bà mặc nguyên cái sa rê. Trời. Đó, xong rồi bà đeo cái đài radio nhỏ xíu vậy nè. Đó cho bà bước ra hát xong ta biết là bà là Chúc Anh Đài. Cái đài chút xíu gọi là Chúc Anh Đài à. Ai biết bà kêu vậy á, phải sáng tạo vậy khán giả mới thích. Ca sĩ nào tào lao. Em biết sao chiều luôn, còn ông Lương Sơn Bá mới mệt đó nha. Sao? Ông Lương Sơn Bá ông kêu là ông thiết kế giống nguyên cái núi bự chành mành vậy nè. Rồi dưới đây là sông. Rồi ổng từ trên núi ổng đeo con lương ổng đi xuống ổng hát. Là cho ta biết Lương Sơn Bá. Ê, cuối cùng mày có làm không? Vẫn làm. Trời ơi khổ quá trời. Trời ơi dễ ợt. Bây giờ Lương Sơn Bá là ra chưa xưng tên là người ta biết Lương Sơn Bá rồi. Còn nếu muốn đâu có cần phải dựng cái núi lên là cái chữ Sơn. Dạ à, sao? Bây giờ đó mai mốt ổng có yêu cầu như vậy à, mày cầm một cái bao thơ lương lên. Rồi. Bao thơ mà lãnh lương đó nha. Rồi. Mày cầm cái thùng sơn mày tạt thẳng vô nó. Xong bắt đầu mày đưa cái bao thơ lương cho nó, mày đạp xuống sông cho Hà Bá ăn nó luôn. Đó, Lương Sơn Bá đó. Anh xúi em giỡn ngoài chết em luôn á. Bây giờ thiệt, bây giờ em không biết sao mà nói chuyện với ông tùm lum tà la chuyện. Khổ lắm anh ơi. Ôi, nói nghề của mày khổ sao bằng nghề anh. Anh xé vé không cái gì đâu khổ. Mày, nhiều cái trường hợp kinh khủng lắm. Sao mà xé vé? Tao phải giải quyết, anh phải giải quyết em biết đâu. Sao? Đây nè, trường hợp này, có hai ông bà cụ già.
À, đi coi. Mua hai cái vé, ngồi hàng VIP đàng hoàng. Ừ, xong chưa hỏi. Con, cái này là coi nguyên chương trình luôn đúng không? Ừ. À, đó dạ, dạ coi nguyên chương trình luôn. Dạ, hai cụ mời hai cụ vô, hai ông bà vô. Đơn giản quá rồi đâu khổ. Xuất hai vô nữa. Xuất hai cầm hai cái đó vô nữa. Rồi sao? Nói dạ cái này xuất một, xuất hai là nếu mà có vô thì phải mua hai vé mới. Cái nói không, cái này là tôi hồi nãy là bác có hỏi rồi, cái này là coi nguyên chương trình đúng không? Thì coi nửa chương trình là bà mệt, vợ tao mệt, tao đi ra. Rồi bây giờ nửa chương trình rồi tao mới vô lại nè, để coi cho đủ đó. Khổ không? Có những trường hợp bây giờ không? Các cụ lớn rồi mình phải đưa vô chứ không lẽ giờ mình đuổi cụ ra đâu có được, mất làm vậy là hổn. Thì bởi vậy cũng khó mà tại mấy cụ cũng thông cảm. Ghê cái này mới ghê. Sao? Đang xé vé thấy hai người xăm hình rồi này nọ vô. Cái này căng à. Ê bán vé coi. Rồi. Đưa vé. Hai đứa đi vô. Hai đứa đi vô. Rồi anh xét vé sao? Xong nói anh ơi hai người là phải hai vé. Đứa có một vé mà hai người. Hai người. Xong nói bây giờ ta thích vô một vé được không? Trời ơi. Anh ơi anh thông cảm đi. Xăm chỗ ghê lắm, người tập tạ đô lắm. Ê, anh ơi thông cảm này tại vì em chỉ làm công ăn lương thôi. Nói bây giờ mày giải quyết làm sao? Bây giờ tao muốn vô hai người mà một vé thôi. Nói anh ơi anh phải cho em biết cái lý do cho tội nghiệp em. Nói đúng bây rồi. Bây giờ tao một đứa mù một đứa điếc. Cũng vô thì một đứa nhìn thấy và một đứa nghe được, hai người cộng lại thành một vé thôi chứ. Quá đau khổ. Ôi ngàn lẻ một chuyện. Quá đau khổ. À cái vụ đó bữa hở mày biết xong hai ổng vô á là em đứng trong đây em nghe sầm vậy dưới. Vô hai người giành ghế nhau quýnh lộn. Ờ em nghe quýnh lộn quá trời. Người ta khán giả gần đó ta đứng vậy ta can mà anh bữa đó anh bậy. Tự nhiên người ta can để cho ta can đi em kêu bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Anh không cho người ta can là sao? Để người ta can đi tiếng chứ tao đâu phải là không cho can. Trời anh kêu bình tĩnh thôi. Ta kêu bình tĩnh thôi là hai người đó là một ông tên Bình, một ông tên Tĩnh. Tao mới kêu bình tĩnh thôi đi. Bình tĩnh thôi đi. Mấy người tưởng tao bị kêu bình tĩnh đứng ở ngoài hết, không ai can. Thấy tao sướng à. Cái này còn chưa kể mày nghe. Có một cái cặp yêu nhau 5 năm. Xong mua hai cái vé. Mua hai cái vé hỏi cái vé này có kèm trẻ em không? Nói dạ vé này thì không cần kèm trẻ em. Nhưng mà nói là tại tụi anh cũng kẹt có mấy đứa nhỏ đó cho nên là có thể đi được không? Yêu nhau mà. Yêu nhau 5 năm. Ờ. Tôi kể vậy. Nói dạ cũng được nhưng mà anh thông cảm là chỉ có trẻ em mà dưới 1 mét á. Ừ. Thì cho vô không có cần vé. Vậy thì chuyện nó quá đơn giản thôi gì đâu. Vô đưa hai vé xong thì vừa xét cái rẹ thấy 30 đứa con nít. Cái gì dữ vậy? Bả làm cô nuôi dạy trẻ mà. Trời ơi. Đứa luôn, ta vô ta xếp ghế cho ngồi ta điên luôn mà. Bữa đó ta hốt tiền ra ta bù nguyên tháng lương luôn á. Trời ơi, chua dữ vậy trời. Chua cay lắm, đâu phải đâu. Thì bởi vậy trong cái đoàn hát này trời ơi trời. Ai mỗi tình mỗi cảnh ai cũng khổ hết mà. Đủ thứ chuyện hết, kể cả ngày không hết luôn á thiệt. Thiệt, cái đoàn hát mình là kể cả một ngày. Đủ chuyện không kể, kể hoài, không bao giờ hết. Thì, có gì vậy? Bây giờ này còn phá tập tành cái gì nữa vậy trời ơi. Có chuyện gì nữa vậy trời? Gần tới trời diễn à. Wow. Một tình yêu giống như cơn mê. Yêu làm chi trước thế mê chê. Yêu người nên khổ thân cho ta với yêu mà ra. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui. Đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Thôi. Gì vậy? Tình yêu sợ thì đừng có hát. Tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Khổ quá tao mới hát bài này chứ bộ. Nãy mới mở lên tưởng đâu ai, thì ra là ca sĩ Chí Mày Phủ. Ủa? Anh không biết anh Chí Mày Phủ đâu hả? Biết sao biết. Ôi, anh, em giới thiệu với anh. Anh Chí Mày Phủ, ca sĩ lát hát lót của đoàn mình. Ê, em tưởng đâu trong đoàn có mình em biết anh chứ ai ngờ anh biết nữa. Em đừng bao giờ kêu là ca sĩ hát lót. Ca sĩ hát lót sẽ... Những người ca sĩ chưa nổi tiếng người ta đều là kêu ca sĩ trẻ. Hiểu chưa? Trời không ai ca sĩ trẻ mặt hát như anh luôn á. Xin lỗi em à. Những ca sĩ nổi tiếng có thể có tên nhưng chưa chắc tuổi bằng anh. Ôi
ôi tự tin ghê. Anh ơi, nhưng mà anh phải nhớ ngược lại là ca sĩ người ta cần tên, không có cần cái tuổi. Anh tỉnh lại giùm được không? Đúng, anh Chí mè phủ hôm nay bận bộ đồ ghê thiệt chứ. Ờ, bận bộ đồ. Đáng lý ra anh mặc màu đen không là đúng luôn á. Là sao? Chí mè phủ là chè mè đen mà. À, anh bỏ cái này vô là xương sao hụt lụ rồi. Anh ơi, anh Chí mè phủ. Ê, nói giỡn. Anh ca sĩ hát lót thì hát lót chứ gì đâu. Hát lót thì nói hát lót. Em đừng có nói anh như vậy. Tùy chỗ thôi. Về quận 5 đi rồi thấy nha. Người ta quảng cáo tên anh không. Cái gì ghê vậy? Có. Bữa hôm đoàn mình hát ở Rạp Hào Quê ở quận 5. Ừ. Có cái ông đó đứng toàn quảng cáo tên Chí mè phủ không. Có quảng cáo riêng hả? Ờ. Trời ơi. Có. Ủa anh không biết hả? À? Không biết, đâu có biết. Vậy là chắc ông bầu mời rồi. Ông đứng à, ông chưa Chí mè phủ. Chí mè phủ. Còn quảng cáo dữ ta. Chí mè phủ. Ông kêu 4-5 lần vậy bắt đầu. Thấy bắt đầu có người xếp hàng vô quá trời luôn. Ý chưa, xếp hàng mua vé đúng không? Em không biết, em tò mò em đi lên cái em thấy người ta cầm cái chén lên húp cái rột cái đi ra. Húp cái rột cái đi ra. Ủa là cái gì anh? Ông bán chè mè đen đó. Bởi vậy anh, là bởi vậy em nghĩ anh cái làm chiêu này nổi tiếng đi, mốt anh hát á anh bỏ 10 vé ông, anh kêu mấy ông mà bán chè vừa vô coi vừa bán chè luôn, người ta tưởng là fan anh á. Ờ đúng rồi. Vô Chí mè phú, Chí mè phú, Chí mè. Thì giờ anh hát lót, chịu hát lót đi anh ơi. Nè, tao cấm mày nói chứ hát lót hay chưa. Yêu cầu đừng nói hát lót. Ok. Ờ, ca sĩ trẻ. Ca sĩ trẻ. Ok rồi, anh không thích hát lót đúng không? Ờ. Em kêu cái từ khác nó sang hơn, tiếng nước ngoài luôn. Được. Underwear singer. Con giả nhìn mày sang... nha mày. Sang quá sang cái gì nữa. Ê, có mình chỉ lót mày đưa cái quần à. Giờ liên tục chương trình, mời các bạn hãy tới với Underwear singer Chí mè phủ. Thôi không có giỡn nữa nè. Bữa nay chương trình live show Thanh Tuyền nè. Đúng rồi. Ờ à, được không? Hạnh mời hát cái giờ vàng. Gì? Trời anh lên vậy luôn hả? Sao? Anh được hát luôn hả? Ờ. Huy. Vậy là hát giờ vàng là anh hát cái mở màn tưng bừng đúng không? Ai hát mở màn mày? Vậy là hát ao chương trình thật là đông vui nhộn. Ai hát ao? Vậy là giữa chương trình đúng rồi, đỉnh hoành tráng nhất. Tầm thường. Vậy hát ở đây khúc nào? Lúc Thanh Tuyền thay đồ tao hát. Đỉnh. Rồi, đúng rồi, đỉnh rồi. Ok, ok. Bữa nay tao hát một bài. Dạ. Ngu lan chức nữ. Nghe chưa? Mày là thiết kế đúng không? Rồi rồi, em qua em giúp anh. Mày gì? Do mày thiết kế cho anh một cái cầu ô thước. Ê, ô thước. Cầu ô thước đó. Là cầu ô thước đó là bắt từ bên này qua bên kia sân khấu. Nghe chưa? À. Đó là trong cái tích đó là có cái cầu ô thước. Cầu ô thước là. Ừ. Nhờ ô thước bắt cầu. Đó, 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 đó. Rồi, à. Cái cầu bắt từ đây qua đây luôn hả? Đúng. Rồi sao nữa? Ô thước nhưng mà phải làm những con quạ bằng đen. Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là cái tháng 7 Mương Âu á là ông trời bắt cái cầu ô thước. Đúng rồi. Lần chứ nữ gặp nhau á. Rồi bắt mấy những con quạ màu đen nó buộc vô cái thành cầu. Anh cho nó vỗ cánh bẹt cho mình. Anh khó lắm anh. Trời bây giờ là người ta bán là người ta bán chim sẻ hay gì, trời quạ là phải đi bắt, mà bắt làm sao mà bắt buộc vô nguyên cái cầu từ đây qua đây. Anh đứng anh làm vậy là khó cho nó rồi đó, thiết kế mà bằng quạ sống là chết rồi. À, thôi được rồi, nếu mày làm không cầu ô thước không được thì bây giờ mày làm cầu ok đi. Ok là sao? Cầu ok là ảnh đi trên cầu là ảnh cảm thấy không có bị rớt xuống là ok rồi đó. Ờ vậy ok. Tầm bẫy ô là đen, kê là gà, thế gà bằng thế con quạ bằng gà, mà phải mua gà đen nha. Cho gà đen mới ra. Khó em nữa rồi, gà ơi, gà đỏ gà đó. Vàng rồi dễ mua chứ gà đen khó em không à. Thiệt bây giờ phải xịt màu mấy con gà, trời ơi tốn tiền kinh phí rồi tùm lum ta la. Bây giờ về đây tao chỉ cho, anh muốn gà đen thì mày mua gà đen, mà bây giờ mày chạy tới chợ Bà Chiểu mày mua 100 con gà ác về mày kêu dòng họ mày nhổ lông nó hết đi là đen thui, cái mình nó đen thui à. Vẫn để y cánh vậy nó vẫn đập mình được. Thiệt. Là nguyên cầu bắt ngang qua một đống con gà quả thân. Chơi luôn, được em đầu tư chơi luôn. Được không? Mà anh hát cái bài này với ai vậy? Anh hát cái bài này phải song ca. Hát chung với bà dì Năm nấu bếp á. Tao tập rồi hay lắm mày. Ê vậy hát được á. Hát chung xong rồi dì Năm vô nấu bếp là mày thiết kế cái cầu đó xong là bà Năm lấy 100 con gà ác đó là tìm thuốc bắc cho mình ăn luôn.
Không biết nha nè. Được không? Để em gọi hỏi ông bầu mới biết được. Hỏi đi. Giờ ý anh vậy đúng không? Anh chơi nhiều cái ngặt quá anh. Ngặt khó em thiệt chứ. Quá ngặt. Alo. Ông bầu hả? Dạ, tối nay anh Chí Bè Phủ muốn hát bài Ngu Lan Chức Nữ, muốn có một cái cầu bắt ngang ngôi sân khấu. Mà hát xong ca với lại dì Năm bán nấu bếp mình đó anh. Hoành tráng lắm nghe nói. Ok. Ok luôn. Ok. Bầu ok luôn. Ok rồi rồi rồi. Yeah. Trời ơi. Ông chịu rồi phải không? Ok anh. Ông nói sao? Ông nói là anh chọn con đường này là sáng. Đúng. Được, ngon. Đúng. Thiệt, tươi sáng tương lai anh hơn. Là bây giờ á, ông kêu á anh là ngày mai khỏi hát nữa xuống làm bếp gì Năm luôn đi. Từ sáng quá trời giờ khỏi hát nữa xuống làm bếp thôi. Thôi. Hát có mai khỏi. Để tôi vô tôi trong tôi chờ ca sĩ mà không tới rồi tôi hát ta hát. Chịu số phận gì đi. Nhưng mà em nói anh nghe nè. Anh hát cũng được mà. Hay. Ừ. Hay là gì? Sao? Bữa nay tao làm một tiết mục lạ đi. Lạ là gì nữa ông em bầu không chịu thì tao tự đầu tư. Anh đầu tư gì? Bây giờ hai đứa bay hỗ trợ giùm tao. Hỗ trợ gì? Hai đứa bay minh họa cho tao hát một bài rất là lạ. Minh họa hả? Tự nhiên em ở đây còn làm. Ê, đừng có lo, có bồi dưỡng hết. Mỗi đứa $3. Ok. Sao anh? Nhiều lắm rồi. $3 5 phút. Một tiếng đồng hồ làm có 10 đồng. Bây giờ sao? Bây giờ mình làm có 5 phút là có 3 đồng. Trời chơi chơi anh. Được. Em dọn nhau ra. Bây giờ chỉ diễn theo anh thôi gì. Anh hát bài nào thì diễn theo bài đấy gì. Rồi. Quả gì. Chơi đi. Chơi. Anh sẽ hát bài Tháng Sáu Trời Mưa. Rồi. Vô. Tháng sáu trời mưa. Trời mưa không dứt. Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Lại trời mưa lớn lên đi, con lại trời. Ê! Ông muốn khô mưa luôn à? Ông bị điên hả? Tao hát tháng sáu trời mưa, một thằng phun khí thế, con thằng tụng kinh trù ai chết vậy? Anh kêu là lại trời mưa. Diễn vậy sát bài quá rồi còn gì nữa. Thôi mua mình diễn minh họa. Minh họa là vậy đúng không? Anh không muốn mưa thì mua minh họa là phải vậy chứ sao trời. Tao thấy minh họa không được rồi đó. Chứ giờ anh muốn sao? Bây giờ tao bay thành vũ đạo không? Trời ơi thà nói vũ đạo đi. Vũ đạo đi. Vũ đạo. Trời coi không biết mấy được. Ừ. Rồi nhảy đi. Tụi em là toàn những người yêu nghề. Nhưng mà vô đây á là tại vì chưa có cơ hội lên hát. Cho nên là mới đi xót vé mới đi làm thiết kế thôi. Rồi. Ta hát bài Love Potion Number 9. Chỉ riêng mình ta. Chỉ riêng mình ta. Vô. Ok. Được. Nhảy đúng không? Nhảy đàng hoàng, hoàng nha. Vô đàng hoàng nha. Vô đời hình ta anh. Cái chuyện đó. Bắt đầu. Vô đời hình liền. Tao thấy tạo kiểu là đẹp rồi đó. Ừ. Bắt đầu. Mỗi sáng thức giấc không thấy chỉ riêng mình ta. Tiếng hát thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày anh rời xa sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Cái gì vậy mấy ông nội? Trời đất ơi cái bài cái tay súng vậy mấy ông mua cái gì mà ông nằm chỗ cái... Chị trời ơi. Diễn tả nó vậy thôi chứ nội tâm quá trời. Nội tâm chỗ nào? Nè. Anh thấy ông đang nằm nè không? Sáng sớm thức giấc bóng thấy chỉ riêng mình ta. Đó bắt đầu tới con chim nè. Tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngài vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngài em rời xa là chỉ vô mặt con quỷ đó. Tôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Vậy nó quá trời rồi anh còn đòi gì nữa trời. Trời ông ơi cái bài này Nguyễn Hưng người ta hát miên mà vũ đàn quanh tráng. Đứng lên sau nhảy quất qua bước lại đội hình này họ. Mấy ông diễn thì chết rồi. Trời ơi đi chơi với Nguyễn Hưng. Ra hỏi bà Marito coi bà dựng cái bài múa đó bao nhiêu ngàn. Sao? À, bà dựng cái bài múa gần cả 100,000. Ông đưa có 6 đô ông biểu nhảy như Nguyễn Hưng. Điên. Tiền nào của đó thôi chứ giờ anh muốn sao đem giúp anh hết sức cái kè rồi nhảy như Nguyễn Hưng. Giúp mình hết sức luôn rồi đó. Bực mình nó cắt lần đi. Rồi dẹp này đúng không? Bởi vậy giúp mình hết sức. Giờ anh phải tìm cái gì khác chứ. Anh cứ vậy hoài. Anh hát cả cuộc đời anh hát hoài không bao giờ lên nổi. Anh là phải có tài năng.
giọng hát của anh có. Mà em thấy gì nữa nè, anh là anh chịu khó bồi dưỡng lắm. Ờ, nó nói mà đi ta. Em thiệt, trời, anh hả, chế độ ăn uống anh rất là cao nha. Hình như là anh tập trung vô giọng là, ủa mà anh khoái ăn trứng sốt cà là mà ăn nó trổ cho giọng đúng không? Đúng không anh? Ai biết. Dạ, không chú... như làm ca sĩ với lành nha, ảnh ta đâu biết. Hay là ăn cái đó mà bổ cho tập tạ cơ bắp. Tụi bay không biết gì hết trơn. Làm gì cũng phải có suy nghĩ. Sao? Tụi bay biết mà, ca sĩ hát lót người ta một đêm được chừng 200 đô. Và trong đó hết 50 đô là ta phải đi mướn đồ, cái son phấn rồi. Trời ghê à. Thấy chưa? Trời trời. Gì? Đẹp đúng không? Đồ son phấn mà còn làm móng tay đẹp đồ nữa rồi anh. Cái này ta làm không có tốn tiền. Do cái hãng mà ai sale tài trợ. Trời có tài trợ làm móng. Tài trợ làm năm móng có ý nghĩa hết. Ý nghĩa gì? Đẹp, rẻ, bền, sang, bóng. Ôi cái nút cưới mà bóng liền. Bóng gì lúc đó đẹp phải bóng cùng mà ổng thành bóng luôn à. Hay rồi. Bây giờ nghe nói đang có cái chương trình này mới hay nè. Chương gì? Mua hay là không mua sản phẩm đều được tặng vé số bốc thăm trúng hai chiếc xe điện hiệu Tesla. Trời ơi trời. Tên là X. Tiếng Anh chuẩn. Trị giá là mỗi chiếc là 100,000 đô. Ghê. Ồ ghê ghê. Ê, vậy đăng ký cho em nhớ nha. Được. Đăng ký cho em thôi. Được hết á. Chứ tại nhiều khi em xé vé em không có để ý. Được. Bữa nào anh làm neo để xé vé cho đẹp. À bây giờ trở lại cái vấn đề của anh. Sao? Còn lại 150 đô anh làm cái gì? Làm gì? Làm gì? Trước khi diễn anh đi sàn, đi kiếm tất cả những chỗ gần sân khấu mình, anh mua hết trứng và cà. Về ăn chi quá trời vậy? Còn chi vậy anh, gì dữ vậy? Ăn cái gì ăn ông nội? Thế sao? Tao ra tao hát chuỗi mà khán giả không thích á. Muốn chọi cũng không có cái gì để chọi tao hết. Trời ơi! Ông tính xa dễ sợ luôn. Sao quá xa? Em ngưỡng mộ anh luôn rồi đó, thiệt. Sao? Anh đúng luôn á. Đây, chưa có hết. Nếu mà nó có chọi tao né. Ủa lại gì? Sao? Vụ gì? Gì? Không, à, gì? Ý ảnh nói là ca sĩ mà làm live show mà hát 17, 18 bài. À đó, 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 đó. 20 bài không mệt bằng ảnh hát 2 bài đâu. Ca sĩ mà làm live show hát 20-30 bài. Nó mệt nhưng mà chưa chắc nó mệt bằng anh. Anh hát có 2 bài mà anh rất là mệt. Anh hát 2 bài làm gì mệt bằng ta hát 2 mấy bài cha. Trời ơi, mà ông hiểu gì chứ. Người ta hát thì bình thường nhưng tao hát tao phải có vũ đạo. Người ta có tập trung tâm thần, tinh thần của tao, tao phải rình chứ. Ủa hát mà rình nữa hả? Trời đất ơi, không rình sao được, có mắt phải liếc qua liếc lại. Hả? Nó hoành tính lên né. À, né trứng bay vô cái phòng rớt xuống, không có bể. Tao né bên này, cà bay lên không có giật. Hả? Trời ơi. Trứng hát... cà đó tao gom tao đưa bà Năm làm lương thực cho đoàn. Còn chưa kể nó quăng dép mũ, dép lào rồi chai lọ lên tao chụp, tao bán về chai. Đúng rồi, bữa hôm anh có đưa em bán về chai mới. Trời ơi, không em nhìn. Không nhưng mà anh hát kiểu vậy, mặc dù anh hát mà anh rình khán giả vậy nhưng mà vẫn có fan hâm mộ nha. Bởi em đứng trong cánh gà em thấy. Chứ còn gì nữa. Có con bé gái á, chỗ hâm mộ anh, nó tặng anh 3-4 bó bông á. Anh vui quá anh xỉu luôn á, nhớ không? Đúng rồi, tao xỉu rồi, đúng rồi. Sao vậy, nó tặng bó bông mà xỉu? Đó, nó tặng bông tao. Mà nó quên rút cái bông ra khỏi cái chậu, nó đưa cái chậu vô mặt tao luôn. Nằm viện mấy ngày đó, xỉu rồi đúng rồi. Vậy là nó chọi với nó gì? Chọi lên xong nó giật cái bông lại, nó để cái chậu bay luôn. À. Bởi vậy anh ca sĩ hát lót đúng rồi. Mày không biết đâu, mày đừng có nói vậy, sai rồi. Đây anh xót vé là có một tình một cái hoàn cảnh mà anh chứng kiến luôn. Chính anh là người đưa bà cụ đó lên sân khấu luôn. Ê, gặp fan anh hả? Cứ kể cái chuyện đó. Anh cứ để cho em kể. Chuyện vui rồi mình. Đây nè. Bữa đó là có một bà cụ đi coi ca nhạc. Mà mắt bà hơi mờ, không có thấy. Bà nghe được giọng hát xong xuôi á, lúc đó tôi đang xếp ghế cho người kế bên. Xong bà mới nói: "Cháu ơi, à ca sĩ nào đang hát đấy?" Xong rồi, dạ ca sĩ Chí Mè Phủ. Xong rồi bà nói: "Cho bà lên sân khấu để xem mặt tí được không?" Đấy, bây giờ bà ngồi gần này bà coi được rồi, nó không, mắt bà mờ lắm, bà không thấy đâu. Cho lên cho xem mặt được tí không? Nó mình thấy cũng tội. Tôi dẫn lên, lộn khộm đi lên này nè. Đấy, mắt không thấy đường, thôi cho sờ vào mặt tí. Có đèn quà. Có gói quà nữa, gói trong giấy tờ. Ôi, thiệt em không ngủ mộ. Sờ. Đâu có thấy đường đâu. Sờ mắt sờ mũi đồ này nọ xong xuôi, tháo cái tờ giấy báo ra. À, lấy chiếc dép giả gì mẹ, cái mặt như cái mâm rồi còn hát dở. Nói rồi cái tên kêu đừng có kể, cứ kể cầm mồm bằng chỉ cầm ba cái cầm mồm cút xéo vào trong.
À vậy là em biết rồi, bà đứng từ xa bà nghe, bà sợ trội hụt, bà mới kêu xin lên rồi tận mặt em quất cái tạt cho chính xác cái gì. Thôi đừng buồn anh ơi, em nói anh nghe, em cũng mê hát lắm mà vô đây cũng chưa được hát. Bây giờ mình cứ văn ôn võ luyện thôi, rồi một ngày nào đó tự nhiên ông tổ gõ đầu mình cái mình nổi tiếng, biết đâu được. Đúng không? Không, cái gì anh đâu? Không có đủ kiên nhẫn mà chờ vậy. Anh nói cho em nghe, bây giờ là công nghệ 4.0 rồi ha. Bây giờ mình phải làm những cái trò xàm xí rú đưa lên mạng thì không là gì nữa. Mấy cái trò xàm xí đó là chỉ có nổi một thời gian thôi, nó không có cái độ bền bỉ. Anh phải làm sao mà khán giả để ý tới anh mà bắt đầu vô trong tiềm thức của họ, họ yêu mến anh bằng giọng hát cơ, chứ không phải là bằng chiêu trò tầm bậy. Có gì tối nay còn là live show của Thanh Tiền nào, là người ta đâu cần chiêu trò đâu, người ta vẫn nổi tiếng. Được rồi. Sao? Anh tính như vậy. Những người nổi tiếng thì người ta mới làm live show. Còn anh chưa nổi tiếng, anh làm live show rồi sẽ nổi tiếng. Trời. Nhưng mà làm đàng hoàng nha. Làm được cái gì ta vậy? Bây giờ anh có cái ý tưởng cái gì? Sao? Anh sẽ làm sân khấu trên một cái ghe. Tụi live show anh hay, cái ghe hả? Hay, được. Diễn trên sông. Diễn trên sông luôn. Anh đầu tư mua vỏ xe, áo phao chị. Phát cho khán giả chị. Phát khán giả làm chi? Để khán giả bơi theo nghe coi anh hát. Trời ơi, cái live show gì ghê vậy trời. Anh sẽ hát từ miền Nam, hát đủ hết chín nhánh sông Cửu Long, ra tới miền Trung anh hát trên sông Hương, rồi ra tới miền Bắc anh hát trên sông Hồng. Đi tới đâu khán giả bơi theo con anh hát. Trời ơi trời, trời ơi trời. Ý tưởng anh rất là độc lạ, từ xưa giờ ca sĩ chưa ai dám làm live show như anh. Đúng. Nhưng anh làm như vậy á là đối với người dưới đồng bằng, còn đối với những người ở miền núi là anh bất công với người ta. Người ta không coi được cái live show mà thật sự là lạ lùng từ xưa giờ của anh. Chứ làm sao? Bây giờ anh đưa lên cái chỗ mà cô Thanh Tiền sinh ra đi. Anh đưa lên Đà Lạt. Anh đem cái thiền lên Đà Lạt. Em sẽ cho thiết kế đưa lên cái thác Cam Ly cho anh. Thác luôn. Anh để cái thiền trên thác. Hay á. Bắt đầu mình néo 4 cọng dây cho thiền nó đứng lại. Khán giả đứng ở dưới thác, không lên trên bờ để bơi đâu, đứng ở dưới cái gì thác nè, cái lòng thác đó, bắt đầu coi lên. Khi nào giới thiệu ca sĩ chim mèo rồi sao em kêu chặt dây, cái thuyền nhào xuống lộn úp xuống cái thác là anh vừa xiết vừa hát luôn đó. Té của nó còn gì tao nữa mày. Thì đó, bây giờ nên lấy cái là live show cuối cùng. Hey, lần đầu như lần cuối. Góp ý tầm bậy tầm bạ không? Không. Mày có ý kiến gì không? Ý tưởng lạ vậy em phá giờ anh biết sao không? Tại vì trên sông nước đồ nó đều quá. Nó một cái live show là mình phải làm cái live show máu lửa. Máu lửa sao? Đúng. Máu lửa hoành tráng, máu lửa nhanh đúng không? Bây giờ máu lửa. Anh được khai thác đường thủy. Anh làm cái live show trên đường bộ đi. Được, miễn máu lửa là được. Đường bộ là anh thuê khoảng 5 chiếc container. Rồi trên mấy container là anh sắp mấy ghế đậu khán giả ngồi trên đó. Bắt đầu sân khấu anh là anh đứng anh hát trên cái xe bồn, anh biết xe bồn không? Xe bồn xe xăng á. Chiếc xăng rồi đó. Đứng trên đó anh hát. Lạ đó. Bắt đầu là 5 chiếc xe container, sau bắt đầu xe bồn chạy trước nào, bắt đầu xe di chuyển khoảng 40-50 cây số một giờ á. Là bắt đầu MC là và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu, là em đem quẹt hoặc quẹt em thảy vô trong bồn xăng là nó phừng. Trời ơi, vừa có lửa là vừa có máu là vừa có thịt rớt chụm. Mày điên hả mày? Thằng này nó kêu tao nhảy từ tên thác xuống còn mày châm lửa đốt tao luôn. Cái chương trình đó là chương trình phóng tên lửa của NASA. Thôi, nhưng mà mày tào lao mày ơi. Tầm 7 cái làm gì? Mà. Thôi, khán giả coi như vậy ngồi trên container khó coi lắm. Sao? Bây giờ ảnh vẫn làm đường bộ. Nhưng mình sẽ thiết kế theo một cái kiểu khác. Chỗ nào em? Khán giả đi bộ coi cũng được, đi xe Honda coi cũng được, đi xe buýt coi cũng được. Hay cái này hay ta. Cái này hay. Mày mướn một chiếc xe rồng 8 cửa. Có rồng thiết kế, rồng phụng vàng đồ này nọ đàng hoàng. Đó. Đằng sau là một băng nhạc. Và băng kèn đó nha. Wow, dữ á. Anh thích kèn, anh thích kèn. 8 đứa dancer bận đồng phục. 8 trên sơ luôn. Đó, dữ. Chuẩn bị live show là khiêng ảnh đẩy vô phá. Anh nằm ở trong anh hát, xung quanh người ta đi theo người ta coi. Đó. Kèn lên phà 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 phà. Dữ anh. Đó. Không mà biết sao, hồi lâu giờ ca sĩ ta đứng ta hát không mà anh nằm anh hát á, anh mới show được hết cái giọng của anh ra. Khán giả mới ngưỡng. Ôi anh, nhưng mà nằm vậy á thì sao khán giả thấy được mặt ảnh?
ở trước có thằng cầm cái hình đi rồi. Ủa tao nghe mày diễn tả giống như là xe chở hồn vậy mày. Tụi bay điên hết hả? Đưa được rốt cuộc toàn là cuối đời không vậy? Ý tưởng gì tầm bậy tầm bạ. Thôi em chọc anh chơi thôi. Nói gì nếu mà anh đã khai thác, anh tập trung vô, anh nhờ cái ông gì là giám đốc, ông gì ai gieo hả? Đó đó. Ai gieo? Ông đó là phi công luôn á. Sao? Mướn máy bay chơi trên đường hàng không. Lại show trên đường hàng không. Chưa bao giờ thấy. Có đi máy bay dân sự. Phải mướn máy bay quân sự. Trời. Máy bay mà chở xe tăng thiết giáp rồi đó. Mướn xong mời khán giả lên ngồi hết trên đó. Sắp cái mũ ngồi trên đó. Ngồi hết trên đó. Xong xuôi máy bay lên khoảng chừng tiếng hồ cho khán giả ăn uống đồ này nọ. Xong xuôi bắt đầu chương trình live show. Anh hát cỡ chừng nửa bài bắt đầu hai con chân dài đi ra. Rồi tưởng tượng đi. Hai con chân dài đi ra nắm tay anh. Đó. Xong từ từ tới mở cửa dầm anh xuống. Rồi bắt đầu khán giả bắt đầu kêu cái ông bà phi công á, lạng quay mấy vòng mấy vòng đảo ở đó cho khán giả coi. Rồi họ lấy máy quay phim á, họ quay điện thoại rồi này nọ họ quay lại. Quay làm cái gì? Quay với lại định vị. Định vị là làm cái gì? La bàn. Nó làm cái gì? Đặng báo cho gia đình ông biết rằng tới hốt xác. Hát quay. Ê đừng có giỡn nữa. Giỡn chơi á. Thôi đang cố gắng nè anh ơi. Giỡn chơi chứ Dung là vô cái show của anh Tiền tối nay là nhiều khi là cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ai kêu vậy? Để coi. Ông bầu ông gọi em biết có gì không? Bầu gọi biết có chuyện alo. Gì alo dạ em nghe ông bầu ơi. Dạ. Sao? Có chuyện đó nữa hả? Gì vậy? Cái gì nữa? Có chuyện đó luôn hả? Cái gì vậy? Gì? Chuyện gì mà nói đi, sao mặt mày căng thẳng quá vậy? Mấy anh ơi. Cái gì? Thời tới với mình gọi mấy anh ơi. Cái vé đang hết rồi, cái gì đâu mà... Không phải, cái đó là chuyện tập thể thôi, còn cái này chuyện cá nhân nè. Cá nhân gì? Chuyện gì? Em nói hai anh nghe, ông bầu mới gọi em nè. Vậy? Nói là tối nay lại show cô Thanh Tiền. Mà cô Thanh Tiền á là thích nâng đỡ những ca sĩ trẻ lắm. Cô nói là tối nay cô muốn song ca một ca sĩ trẻ có chất giọng lạ. Rồi xong á là kêu em tìm giùm một ca sĩ đây tối nay hát nè. Bây giờ tụi cơ hội tứ với mình nói như thế đam mê mình lên luôn. Đây anh nói cho mày nghe, nếu để chọn ra cái người thì không ai qua người ấy. Tiếng hát mạnh mẽ, phong độ đẹp trai đó, người ấy chính là Hoài Xé. Cái gì vậy ông nội, làm tao mất hứng vậy? Là sao làm là mày? Ủa anh ơi, em xé vé trong này bao nhiêu năm rồi, em chỉ mơ ước một ngày em được hát thôi. Mày có giờ mày em hát? Mày có giờ mày hát đâu? Anh chưa nghe thôi. Hai người bình tĩnh, hai người bình tĩnh, đừng cãi lộn. Có em làm trọng tài đây nè. Đem em biết em sàng lọc, nhưng mà biết sao không? Tìm ca sĩ mà xong cái cô là phải biết về cô, am hiểu về cô mới hát với chung cô mới hợp. Am hiểu là sao? Ví dụ như là giờ phải biết cô Thanh Tiền. Tại sao có tên Thanh Tiền? Phải biết ý nghĩa của Thanh Tiền là gì chứ. Em là sao? Thanh Tiền là sao? Thanh là màu xanh, tiền là tiền bạc, là tờ tiền màu xanh, giống như cô, hấp dẫn như tờ tiền màu xanh. Bấy tùm bá. Để tôi nói cho mày nghe, Thanh tức là giọng hát, tiền là tiền bạc. Thanh Tiền có nghĩa là đi dùng giọng hát mình lấy tiền người ta, gọi là ca sĩ. Tao trời ơi. Cái gì? Thanh là trong mát, tiền là dòng suối, Thanh Tiền là dòng suối trong mát. Anh ý nghĩa nhất nè. Tôi còn biết luôn nè. Cổ sinh ở Đà Lạt. Tên thiệt là tên Mai. Hay quá. Anh am hiểu đúng không? Có điện thoại nè. Thành thử tôi hát. Rồi, đừng cãi nữa, Rồi, để từ từ. Chưa biết. Alo. Dạ em nghe. Sao mấy anh? Mấy người. Có chuyện đó nữa hả? Cái gì chuyện đó hoài vậy? Rồi. Sao? Mấy anh ban nhạc mới gọi báo cho em mà. Sao? Là mấy ngày hôm nay live show của cô á, chế độ tập căng quá, sợ cô mệt nên tối nay không biết có diễn hay không à. Dành nha ông Chi. Trời ơi, mất cơ hội nữa. Ăn mì gói luôn rồi. Thôi đi, đừng có sợ nhịn đói. Ai chứ hả, Thanh Tiền là tao biết chắc chắn là không bao giờ bỏ show đâu. Sao không biết? Trời ơi, không nghe hả?
đã thích giọng ca Thanh Tiền là phải biết cái câu nói của Thanh Tiền. Câu gì? Đây nè, để tôi cho nghe nè. Mở mở giùm em cái đó anh ơi. Cái gì? Ê, khúc này lâu lắm rồi nè. Lâu rồi. Tí hát thanh tuyệt, dòng máu này còn chảy trong tim, ân tình này chưa phai theo kỷ niệm, hơi thở này còn thì tiếng hát thanh tuyền còn mãi gian xa. Thầy chưa? Hồi nếu cái này là mới mệt, hơi nghe mệt cái này là mà. Biết rồi. Nếu mà vậy là cô nói vậy là an tâm rồi, tối nay mình vẫn mở màn chứ. Bây giờ chuẩn bị đi, sân khấu rồi đi. Vậy là ngon rồi. Còn anh vẫn tập bài. Tập đi, tập đi, tập đi. Rồi rồi rồi, tập chuẩn bị. Hai anh vẫn tập đi, em vô em lo, em chuẩn bị rồi. Rồi ăn rồi tôi lưu luôn. Trong mấy cái đây anh tập. Rồi rồi rồi, anh ra tập đi em phụ cho. Rồi vô đây dọn dẹp luôn. Cãi nhau mất giờ quá. Hay quá, vậy là tối nay vẫn sáng đèn với anh ơi. Đây đây đây. Tập đi, tập đi, em vô dọn dẹp cái nha. Dọn đi, dọn đi. Rồi rồi rồi, dọn dẹp cái. Rồi 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 rồi. Đừng đi, đừng đi. Tập nha, tập nha. Rồi. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nắng, lòng mình nao nao. Hai người chẳng biết làm sao, khi không có kẻ thật lâu đừng buồn. Đã trót nặng thương, thôi ta đứng lại, nhiều đường em qua. Người đi, đi với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cũng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu lá sông. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thưa, chiều nay như qua thẫn thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi gió tiếng em cười, để nghe tôi gió một hơi thở buồn. Trời ơi, chưa có bữa nào mà hai anh là tập nghe hát kìa. Trời ơi, bữa nay hai anh được hát cô Thanh Tiền quá. Ừ. Chào cô. Trời ơi, trời. Dạ, thay mặt anh Chí Mài Phủ là anh Chí Tài với lại Hứa Minh Đạt. Cảm ơn Măng Thanh Tuyền. Cảm ơn Măng rất là nhiều. Chương trình này được bảo trợ bởi iGel Beauty. Thưa quý vị, lúc đầu Kỳ Duyên đã giới thiệu và cảm ơn người bảo trợ chương trình hôm nay. Đó là công ty iGel Beauty. Bây giờ chúng tôi mời quý vị chào đón người đại diện của công ty, anh Daniel Bùi. Dạ, con xin chào chú, and con xin chào quý vị của Thu Nga Show. Cháu có vợ rồi phải không? Dạ, cháu có vợ rồi chứ.
Tại vì đẹp trai như thế này. Thưa quý vị, 10 năm trong quân đội Mỹ là phi công của trực thăng máy bay chiến đấu đã đi Afghanistan. Nhà cháu hình như mấy anh em đi lính Mỹ hết phải không cháu? Dạ thưa chú, 4 anh em của quân đội Mỹ. Nói thiệt với chú là cháu đi Afghanistan, cháu không có sợ mấy nhưng mà cháu lên sân khấu này cũng hơi bị run đó chú. Cái đó đúng quý vị. Cái đó đúng, các bác sĩ nói như thế này nè. Khi mà họ phân tích một người nói trước công chúng thì cái thần kinh, cái bộ óc người ta sợ ngang với một người cầm súng lao ra mặt trận. Đó là kết quả nghiên cứu của các bác sĩ. Cho nên là một người đã từng đi chiến đấu 10 năm mà bây giờ là lúc nãy cứ run lẩy bẩy trong đó. Thì chú bảo không sao, cháu có việc ra đây đi. Trước hết là chú cảm ơn và chúc mừng các anh em của cháu đã tham gia quân đội và bây giờ bỏ máy bay chiến đấu để trở về làm neo. Thì không biết là hai cái nó khác nhau nhiều hay không. Nhưng mà thưa quý vị lúc nãy trước khi vào dạp, quý vị có thấy cái quầy hàng bày bán ở ngoài kia là của iGel Beauty. Thì chú cũng chưa biết sản phẩm gì của cháu. Thì nhân đây thì cháu thưa chuyện với khán thính giả vắn tắt. Dạ vâng, thưa chú với quý vị là iGel Beauty là công ty sản xuất về products cho nghề nails. Thì công ty iGel Beauty là trong anh em gia đình hết. Thì cũng có mấy cái sản phẩm là trên thị trường cũng bán chạy nhất là 3-in-1, 3-trong-1. Thì nó cũng có lực sơn gel, lực sơn thường và bột vừa dip vừa đắp. Cái bột nhúng thì vừa dip vừa đắp, cái độ match của nó cũng 95-98%. Rồi cái màu là rất là chuẩn, rồi bột là rất là mịn. Cháu ơi, chú nghe nói hiện bây giờ cháu đang làm cái promotion có cái giải thưởng hấp dẫn lắm, cháu công bố cho mọi người biết. Dạ, thì bây giờ công ty đang ra cái chương trình promotion là nếu mà quý vị cũng không cần mua sản phẩm của iGel Beauty cũng được một cái vé ticket để vô hàng tháng sổ số là cái promotion đấy là cũng được thắng được $2,500. Rồi cái đặc biệt nữa đó là tháng 6 2020 là mình đưa sổ số là được thắng được 2 chiếc xe Tesla Model X trị giá là $100,000 một chiếc xe. 2 chiếc xe chạy điện đó phải không cháu? Dạ, chạy điện chứ. Cái xe mà nó mở cái mui lên cao giống như trong phim James Bond đó quý vị. Tôi là say mê cái xe đó lắm nhưng mà vì già quá không lái nổi. Nhưng mà chú nhìn cái xe đó rất thích. Quý vị tiêu thụ sản phẩm của iGel Beauty, quý vị có cơ hội để trúng 2 chiếc xe đó, chưa kể tiền mặt nữa vào cháu. Chưa kể tiền mặt nữa chứ. Dạ. Vâng. Rồi. Cảm ơn cháu đã đến với chương trình, đã bảo trợ chương trình hôm nay. Và chú rất là ngưỡng mộ gia đình cháu là toàn những người thanh niên lao vào cuộc chiến cho nước Mỹ. Một lần nữa xin hân hạnh giới thiệu Daniel Bùi của iGel Beauty thưa quý vị. Mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ. Có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi.
Em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè em liều mạng đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Lý do chánh á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhom ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng... Anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con cô để dành nuôi, tôi không có dành đâu, nghe chưa? Mà anh tôi nói cho cô biết, tôi không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo này, nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó hiền đó. Dính bể cười vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái giọng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn hả? Baccarat chứ gì? Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ờ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chú nha. Bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 li 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 li. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông
biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày, tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ xin lỗi, chào bác. Bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là có em. Anh thêm à, em nhận rồi phải không? Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo có ba ăn tôm khô bị cháy. Anh em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à. Thôi mà em, dầu gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Thôi. Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha, nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi, anh 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó xúi bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngày bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Ông hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Cái nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Cái bà nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết tôi quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi cũng biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông, trời ơi, thằng điêu lơ nó quay o o cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7.000. Ôi, may mắn quá. Từ 7.000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo.
Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4.000. Đi học neo có 3.000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4.000 đồng bạc. Tôi vũa neo, tôi vũa 5.5, bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ, em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh che tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10.000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10.000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10.000. Đó, bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4.000 mà hút cái eo hết 10.000. Mày nằm không, mày lời 6.000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả? Anh được như dựa vô tùng vô bách, tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như tùng vô bách, vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô tùng vô bách. Cái nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. À đúng rồi. Biết nó sao không không đâu, nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi ông. Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè. Hát sao? Qua thử nghe coi được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó tà nè. Tao kêu tà là tao lấy đại liên tao nã mày tà cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Tà. Rõ ràng. Hổ là anh nghe tà rồi. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à, nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru
lại câu hò Thủy Chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành rủ lại câu hò Thủy Chung. Vậy là sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Con này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ mình tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con Lisa đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông bỏ. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là design vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá không biết là trên cái dài đó thôi tám thẹt đâu để lại, bây giờ mặc đồ thì gốm không. Thôi mà bỏ qua đi, anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn. Thôi lại được rồi nha. Em nói cho anh nghe nè à. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu à. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không à. Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường nó không có cha à, anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì, rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind, never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh biết. Yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị đi vậy? Tắm, đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it! Do it! Yeah! Together! Yeah, yeah! Buồn. Buồn. Không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày nhiêu tháng, nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết, hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng giờ có ông bạn ngồi kế bên ông cũng đi miết. Bỏ một mình bơ vơ lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại cũng rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi. Đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào thần tài thổ địa bên bển đó hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn gì? Coi mấy ông ăn cái gì, ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bác ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán học sàn á hả? Ờ. Châu trời. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. Ờ. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bển đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu sao được. Trời ơi bà. Sẵn ghé nhà Bằng Kiều. Ủa ghé nhà Bằng Kiều chị? Trời ơi nó cúng tới ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có uống điếu uống thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời nó cúng nhiều.
hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng hề đi. Ờ, à, qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á, nó cút vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi. Trời, cái thằng đó nó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Cha cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À? Báo nó nói xạo á. Hả? À? Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ, bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. Hả? À? Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Nè. Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là xong cái nhiệm kỳ nhà này á, là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu, hiểu không? À. Nó phải gọi là ăn uống là nó sang trọng chút xíu. À. Trong a à, có qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền. Đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi, vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói, mình á, mình phù hộ cho nó hoài. Mà nó có cúng gì đâu. Ăn rồi nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó kêu kiệt nè. Đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó hao. Bởi vậy, đốt chơi vậy thôi. Ê, thằng chồng về, thằng chồng về. Alo, sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có muốn tình hình căng thẳng như vậy, thấy chưa? Rồi ra đi. Thằng này gặp nó căng thẳng hả? Em biết. Có lúc nào nó dùng nó tới tầng căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó. Không, sắp được ăn. Sắp được ăn. Sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê, thằng này mới hơi mập nha không? Thằng này mới hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây cho nó tốn vậy? Thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né ra đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thấu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À. Thôi đi. Không có cúng gì hết trời á. Nhang mà nó còn cho hử ông thấy không? Ghê, kêu kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ sao kỳ vậy? Ai biết à. Ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài. Ông nữa. Ông là thần tài hả? Tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Bất tiền hao của không à. Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào nó chửi riết mà phai màu luôn à. Ông đổi tên đi ha. Đổi tên hãm tài đi chứ không phải thần tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha, tao mà hãm là mày chết bà mày đó. Ôi, tôi nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước thần được. Bởi vậy. Còn ông nữa. Xin xỏ xỏ, không bao giờ ông cho gì hết trơn đó. Tôi xin biết nhiêu lần rồi. Trời ơi trời. Bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi. Mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á. Nhắc tới hai ông á hả? Là tôi cạn lời luôn. À. Cái thằng này chắc tôi hiện hình để tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á. Nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Trời, nó nghe hả? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Trời ơi. Ủa, sao mất rồi?
Tôi thấy luôn hả? Nó làm sao tôi thấy được? Đó mò á. Cạn rồi. Mệt. Thà mày cạn đi. Mày còn lời mày chửi không? Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà tiếng. Mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi. Để tôi hít ra vô mắt ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. Không có gì ăn á. Bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả? Mày ngồi vậy hoài. Ê, hot girl, hot girl, hot girl. Con vợ đó, con vợ. Ê, mới được giải đó. Á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không ánh cấp đúng không? Ánh cấp lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Điệt chứ bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tạo nghiệp á. Con phải thắp nhang, con xin ông địa, ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài, thần địa, ông thổ địa. Ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông. Con cúng trái cây cho ông hai ông. Ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn. Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn. Nó mặc đầm ngủ. Chết cha, con quên ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa. Rồi con quay ra đằng trước. Dạ con xin hai. Trời ơi. Dạ con. Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được. Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được. Đàn bà con gái gì đâu. Không nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là thoải mái rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy. Thần tài thổ địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tài thổ địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy. Vừa vừa phải phải chứ. Trời ơi, tao nói thổ địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ địa người ta bụng chà bá. Thổ địa này không có gì ăn, cứ ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, thổ địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà. Thì cái ta thần tài mặt nó phải tươi vui đúng không? Thần tài tao nói mặt như con khô hố vậy à. Râu thì ghét à. Thần tài tao râu dài vậy đó. Râu cục ngủ à. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ổng thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thần tài thổ địa gì mà không có linh thiêng gì hết trơn à. Nhìn là thấy là hãm tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi. Không hiểu sao thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tụi nói đúng mà. Hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không. Có, con nó số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay sinh lắm nha. Nó hay sinh lắm. Chứ nó chút gần nó lên Thúy Nga là cái
Nó xin hoài, nó xin hoài. Ông biết nó xin cái gì mà nó xin hoài. Cứ về gì cọt action là nó xin. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi. À. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưỡi đầu môi. Đó. Nó xin hoài, nhỏ kỳ. Ê ê ê, thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá, quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sinh ra, người ta khóc ngoe, ngoe, ngoe. Còn em mới sinh ra, em khóc đẹp, đẹp, đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Con lại hai ông. Con lại hai ông. Ngày thành tâm nè. Lại có lại là được rồi. Con lại hai ông. Xưa nay ông mới làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm, nó phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng cho phù hộ. Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là ta phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn, có ăn, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ. Yeah. Đây, trời hai con dâng chú. Trời ơi, má ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chui phải đó. Như ba má con, suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài, làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. À. Dạ, xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin nè, được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con tin con là con gái thiệt được không? Dục mẹ nó trả lại chú lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi, nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan cho tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi, nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời. Ông làm phép quan nãy chú chi. Trời đất ơi. Ờ, đang đói mà thôi ăn dạ, đi. Không không, dạ chuối này là cho ông Địa. Dạ chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi. Để tôi lấy thì tôi cho mấy cái. No, this is not for you. Yeah. Còn ông nữa, ông dòm cái gì thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc một tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi. Ganh tị nè. Bỏ đi nha Địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha Địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi Địa. Địa bà bóng chắc không ai thèm đâu nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải di chế. Đó. Bóng là phải sử nhi. Phải trẻ trâu. Phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng. Muốn chồng giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như Bằng Kiều. Chồng chế phải xích bát như Đa Nguyên. Chồng chế phải bự như Quang Lê. Bỏ đi. Thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải. Mình đâu có cho ăn tươi sống được. Thúi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Mà ra đây. Cái gia đình. Ra đây. Ông ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Hả? Nói cho mày biết. Hả? Mà phải trả lời tôi cái vụ này đàng hoàng. Ông á, ông phải trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ tụi bay là con người, tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ô, điên. Hả? Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Kỳ cái gì? Ông chơn xô tôi hả? Mà xô tôi thì có. Tao cà chớn vậy. Cái gì? Ông nghĩ chồng là ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết. Tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời ơi, bệnh hoạn cái gì?
con tôi giờ tôi đẻ ra, cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn, nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà ha. Bà nghĩ sao, đó là Trần Mạnh Dũng bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi, Mỹ Dung là cái chuyện của nó, nhưng mà bây giờ ông cũng coi ông kiểm tra lại cái gen của ông đi, tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi nên con mình nó mới què rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Bà đừng có làm bậy, tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha, chân chính thấy ớn luôn à, chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì mà nữa, chuyện xảy ra như vậy tất cả là tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè. Cái gì vậy này? Trời ơi, cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À tôi nhớ rồi, lúc mà vợ nó mang bầu nó tới nó xin là ông địa ơi cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè, lúc đó tôi xin một đứa con trai, thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đó, đứa xin con gái, đứa xin con trai, tao cho một đứa bê đê là được rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn. Tôi cạn lời. Cạn lời. Cái nó ra nó chửi. Ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, cái thằng này. Cái lỗi này em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và ông môn thể thao em yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bắt vô trong mặt em một cái. Ông già, ông đứng từ đằng xa, ông thấy cái banh vô trong mặt. Đau, sưng chù bá vậy đó, ông đâu có chịu. Ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn, ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp, em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mãi trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tại ai? Đâu phải tội hai ông đâu đúng không? Tội ổng bà, tại ba của em. Chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng. Tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như tụi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngu người. Thôi được, để đó tôi. Tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy, ai cúng? Thật nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quan cho. Trời, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À, 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về cho bà thua là bà ở luôn chảnh á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ. À, tôi ở 58261 Brockhouse Street. Cái gì? 58261 Brockhouse Street nè. Đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ đổi lại. Rồi cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi 12 bà mụ rồi. Trời ơi tôi nói. Đổi lại rồi. Nhà này chi được không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Tháp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng.
Số bởi số. Kính thưa thần tài và ông địa. Rồi. Ủa sao bên này nó lạ vậy? Nên lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à? Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường. Chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba. Ba. Kêu ba không thích. Chế ba. Trời, chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó. Trời ơi, chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả? Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi. Nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng, ai dè bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị. Bà chị già lâu năm. Trời ơi. Bà ơi. Cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi. Ông tránh tôi nha. Bà ơi. Tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi. Bà cho tôi hỏi một câu thôi. Nghe bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm mày mua đâu đẹp vậy? Chị ba. Ơi giờ hỏi tới đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. Vậy hả? Ờ, bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Ờ nhớ à, nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ủa ông làm cái gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi. Thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Ngồi bà coi. Thôi khỏi gọi đi. Mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào đưa. Ê. Thôi. Thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ thôi nhà. Trời dạ. Ơi cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông địa đến đây múa làm chi vậy trời? Ơi. Múa bà nội mà chứ. Ông ơi, ông ơi. Qua đây, qua đây, qua đây. Nói rồi cái gia đình thần thánh nó không có tin. Thần thánh mà nó coi thường quá. Dạ. Đâu có phải, dạ, không phải. Có chuyện buồn tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ ở đâu mà tới đây? Tụi nhìn vô trong cái trang coi có không? Hả? Trời ơi. Ủa vậy đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Thì đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. David. Thần tài tên David à? Nào, lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là thổ địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? Em nghi lắm đó. Rồi mà trời ơi, thấy chị em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Chị em ơi. Thích quá, thích quá. Thôi đi. À đúng rồi. À, bà ơi, đúng là thần thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. À, mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. Nó là thần mà. Lộn. Bây giờ vậy nè. Thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy. Tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ tin. Dạ tin. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông địa. Dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Dạ. Sao vậy? Dạ con quên. Con nay con mặc áo hở ha. Bây giờ tới đây ơi. Dạ. Ta hiện ra đó. Là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Hồ Biên. Hay quá. Xong rồi đó. Hay quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Cái gì vậy? Không có làm gì đâu. Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu. Trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần tài. Không sao làm đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba? Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nghe. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tay gì hết á. Trời ơi. Tôi làm lại. Nhỏ rồi mày ơi. Mày đúc hai tay vô túi giùm tao đi.
ở đó, đó. Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay đó, từ ông ra đó. Ui, này ta nói đó cho các người biết. Dạ. Sẵn đây ta nói luôn, con của các người như vậy, giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông nhiều. Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, rồi biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó, chứ để người ta nói bệnh hoạn tội nghiệp nó lắm. Không có biến được. Cái gì vậy chồng má? Mày là nãy ta sinh ta mới biến được, chứ còn thằng kia là mày bẩm không sinh. Có hiểu gì hết trơn. Ờ nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không. Nãy ông đi, ông thằng Tài đã nói rồi, cái này nó không phải là cái bệnh ha. Cái bệnh là mình phải chữa hết đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho. Dạ, có muốn cũng không được. Đúng rồi. Ờ, nè nè đi. Thôi, để tao vô, chảm tao ngồi. Hát rồi. Em nè, thấy... Nè nè đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer. You're not my type. Bà. Cái gì? Bà. Gì ông? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay tôi không có đai nghiến mà nữa. Con, lại đây. Bà, tôi nói thiệt với ông á ngang. Bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè, thấy không? Làm tóc cũng giỏi nè, thấy không? Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi, chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi. Bà vô ngồi chồng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi, bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ba đang muốn có cháu đi tôn nó nói dòng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba, tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy, muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ. Vậy là ba con thấy tâm rồi, dạ. Có người nè, vợ bốn con vẫn bóng như thường nha. Nhưng mà ba à, đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu? Được cái gì? Tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Ba cho con sống với chính bản thân của mình. Thôi được. Miễn sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng. Giống rồi như ông thần Tài nói, đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Bỏ cái chữ đàn ông đi. À, công nhận nha. Vậy mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần Tài Thổ Địa là hôm nay về đây ha, giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông Tài, ông Địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông Tài, ông Địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đây. Dạ. Dạ, để má, quay. Không không, à, vậy thôi, để con mua heo quay, con cúng cho ông Tài, ông Địa. Đó, bữa nay được. Heo quay, heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi, gì đó, cái gì, khám bệnh gì đó. À, mở trong má. Để mua anh heo lo. Quay, mua heo quay không? Để anh lo nha. Ăn này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để ừ, anh lo. Nó ngộ ra được rồi. Nha. Ba làm trọng quá ba. Tất cả quyền xuống. Dạ dạ dạ. 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 Kính thưa ông thần Tài và dạ, ông Thôi Điền. Hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng. Và để cảm ơn, chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được, được, đã được. Được. Dạ. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi, ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi, ta đi. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Thôi, đi, đi. Qua nhà bằng Kiều thử. Thử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa, tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thôi, à, đi, thử sao thôi. Tại. Con nói giỡn. Trời ơi, nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Thôi biến nghề đi. Dạ. Quanh lại đi ông Địa, ông Tài ơi. Dạ.